mấy đứa học sinh đang ra chọc một ông lão. Sau này có vấn đề gì cho mấy đứa học sinh nó biết nên nó chọc không? Nó mua võ rồi mà. Nhưng mà chọc mấy đứa học sinh. Xin tiền với đứa nhỏ đó. Đang nhảy hót cho học sinh. Đánh nhau có đâu không? Không ở mấy ai không một mình nhá, ai đang chọc mấy đứa học sinh. Okay. Không ơi, cứ tới đây cũng chọc mấy đứa còn nít, ngày nào cũng lại chọc mấy đứa nít hả? Hả? Nhiều lắm anh, tới nằm cổng trường bắn á. Nằm ở đây, nằm ở đứa ngoài đường á. Nằm ở ngay cổng trường bắn ra, ở trong cổng ra đó. À. Chứ phải nằm ngoài đường. Ông này ông bị lâu chưa chị? Bị lâu. Ông học cao lắm đó, ông học cao lắm. Học cao lắm hả? Có nghĩa là ngày xưa học giỏi lắm đúng không? À. Chào sếp. Chào sếp. Ăn bánh nhờ, ăn bánh nhờ, con mua chưa? 30. Ăn bánh nhờ không? 30. Dạ? Ăn cái gì? Cái cậu này ở thành phố, không có thấy cái lưỡi liềm, có thấy là ai cái cậu coi thử. Đâu? Dạ. Ông tên gì? Son Kari. Son Kari hả? Son Kari. Son Kari là người là người Khmer hả? Người miền Bắc. Người miền người miền người miền nào? Qua qua bên đây ngồi đi uống nước con mua cho. Quên hiểu. Dạ trả được qua con. Cắt rồi tí em đưa cho. Quên hiểu. Đưa cho. Các bạn. Ông tên bao nhiêu tuổi rồi? Ờ ông à, sinh năm 57. 57 hả? 57 là năm nay quên hiểu. Dạ. Ngoài 57. Là năm nay là 56 à? Vâng. 56 tuổi hả? Quên hiểu. 56 tuổi mà sao nhìn lớn như vậy? Ông mãi vậy. Trời. Cái ông nhảy đẹp lắm đúng không? Ông nhảy cho con bài coi. Nhảy thử coi. Nãy thấy không? Rồi, nhảy quá đẹp luôn. Thế ông nhảy hip hop mà hay lắm. Lát lát nó có mua nước cho ông uống. Cốc trả lời. Trả lời tôi. Hộp trên thư giỏi không? Ờ. Biết rồi đang ở Hà Nội không? Biết, biết. Bên hiệu. Trả lời hãy. Nhà ông ở đâu? Nhà ông ở đâu? Nhà tôi ở thành phố Phnom Penh.
Nông Binh nhá hả? Nông Binh là Campuchia hả? Campuchia, Cam Điến. Ông uống nước không? Bánh heo. Uống nước hả? Bánh heo. Ăn bánh không? Ăn bánh ăn. Mình muốn ăn ăn gì ăn không? Sợ là sao? Lấy lại thôi. Chúc chả. Ông nhảy tặng cho con bài coi. Nhảy tặng bài coi. Thành thành phố nào nhớ không em? Rồi. Hát hát tặng cho con bài coi. Hát luôn. Ok đó. Ok. Nhạc sĩ nhạc rock đó. Ok. Đeo vàng giả. Rồi. Hát đi, hát tặng đi tí con mua nước vậy. Ngon tí á. Hát tặng cho con bài coi. Bánh heo. Rồi quốc. Quốc bài. Rick me. Nói tiếng Anh luôn. Nói tiếng Anh luôn trời. Nói tiếng Anh như gió luôn. Qua đây ngồi cho mát này. Qua đây. Bánh heo. Qua bên đây. Ok, hát tặng cho con bài nhà tôi. Tôi ở cuối chứ rồi. Anh người đặng. Pháo anh phải nhà tôi. Phải nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chứ rồi á. Anh khéo nhá, đừng phá nhà tôi. Rồi ông ngồi ghế đi. Đất tôi ở huyện miền Nam. Nhà tôi ở cuối chứ rồi á. Ông hát tặng cho con bài coi. Bài gì? Để nhớ mãi. Nhớ Trường Sơn Đông anh đi. Ok. Hát tặng cho con bài Trường Sơn Đông anh đi coi. Nếu vật mặt mãi chưa. Ông nói tiếng Anh giỏi, ông nói tiếng Anh giỏi lắm hả? Ông nói tiếng Anh cho con nghe thử coi. What's your name? Where from? Tiếp lại. Ví dụ như thế, bạn đi đâu đấy? Father ơi. Ba father. Ba father hả? Ba father, mẹ mother. Ba father, mẹ father, mother đúng không? Cô giáo nói sao? Nói là mình không biết rồi, mình không biết rồi. Cô nói tiếng Anh, ông nói tiếng Anh ví dụ như là bạn đi đâu đó đi. Where from? Where is from? Where are you from? Where is from? Ông học tiếng Anh ở đâu hả? Tiếng Anh của là Robonibook. Robonibook. Big Robonibook. Robonibook. Bảo vệ thiếu á. Nhà. Robonibook. Ngày xưa ông học tiếng Anh hả? Không học, nhưng mà mẹ dạy. Mẹ dạy cho con. Mẹ dạy cho con hả? Mẹ Phật mẹ thằng bác dạy cho con một tiếng Phật. Có nghĩa là mẹ của ông ngày xưa dạy cho ông? Dạy. Mẹ ông ngày xưa giáo viên à? Bánh heo. Ông giới thiệu tên tuổi của ông. Ông đến từ đâu bằng tiếng Anh đi? Chúi xui. Ai là nhau mà? Ông đến từ đâu? Đi từ nè, nếu mình đi từ miền nào mình đi về các mà nhớ là chín suy chín suy. Rồi hát tặng con bài đi. Thằng bé em thầm đấy. Ok thằng bé em thầm đi. Thằng bé em thầm đi vào hôm thằng nhỏ. Bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Một thằng trên tư con tớm lâu la. Mình biết đâu, mình ca bạn nghe thằng bé âm thầm ấy. Hai tiếng nghèo. Cục đời hai tiếng nghèo. Nói hai tiếng nghèo. Từ hát hát tặng cho con bài thành phố buồn này. Thành phố nào nhớ không em? Đúng rồi. Gì? Nằm môi bật. Cái gì? Hát ngồi xuống hát tặng cho con bài, ngồi xuống. Con là trẻ tuổi thôi á. Dạ. Chấp mã là thấy cơ vừa quay ở phần chính là dạ ngồi đi ngồi đi con buôn nước uống đừng mở bằng là cái vừa quay là đại ca giờ ngồi xuống đấy con buôn nước uống ngồi xuống đấy con buôn nước uống đừng mất con trả cái vừa á mất bên hậu á dạ ngồi xuống đi cấp nãy ông nhảy bài gì vậy nhảy hay quá trời luôn bài hết hả bài ông uống nước không uống nước gì không ông uống nước bánh gì không uống nước không con mua chưa? Bánh heo. Money. Cậu đừng quên ông cây dừa quá, cây dừa quá. Đẹp nói. 46 năm là cây dừa quá. Đừng mất cây dừa quá. Ông ngày xưa ông làm gì? Mình không làm gì không? Đi không. Cầm cầu. Đi. Cầm cầu lấy cái tre, lấy cái lóc ngày năm 37 giờ 45 không có. Đi cầm cầu hả? Cầm cầu từ không có xe đạp nữa đi. Đi bộ đấy, cầm cầu đấy. Đi cầm cầu kiếm cá ăn đúng không? Ăn bánh heo. Ngày Hà Nội cho
ngày Việt Nam mất lương thực, người Bắc lấy cao lương. Cao lương là ăn cái mà cao lương. Thôi hát tặng con bài ấy. Bài gì hay hay á? Biết. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đi. Biết. Hát tặng nho này bài. Biết. Biết thì hát tặng cho con bài nghe đoàn đấy. Biết. Biết thì hát đi, hát tặng cho con bài. Vẫn hiểu. Hả? Hát. À, hát đi, lát con cho tiền. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, thật dòng nướn chảy, thật dòng ta bơi. Thuyền mà bên kia, khoan nhạc mà chèo. Có nhiều đó rồi hả? Vẫn đều. Rồi rồi, cấm nãy ông múa hít hấp sao? Ông nhảy hít hấp với mấy bé rồi kia đó. Đây, remix. Remix hả? Remix. Bây giờ làm bản remix đi. Remix. Rồi. Remix như vậy á. Ra làm bản remix đi. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, sao dòng nước chảy, sao dòng ta bơi. Thuyền mà bên kia quan nhạc mà nhiều. Hả? Hát bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đi. Hả Tây. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây á. Vẫn hiểu, biết. Mặt thằng chơi. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đi. Trường Sơn Đông anh đi. Người ba ngã. Người ba ngã. Hát đàng hoàng đi. Xa lắm, chị bạn đầu Việt Nam ấy. Hát đàng hoàng đi. Vẫn hiểu. Vẫn hiểu. Con biết rồi, con biết rồi. Ủa mấy bệnh. Con biết rồi, con biết rồi, biết rồi. Biết rồi mẹ. Các bệnh đau tim á, còn tôi có bao bệnh không? Có bệnh gì đâu. Mẹ. Bộ nhớ. CPU nó bị ẩm một tí thôi. Vẫn hiểu. Đúng không? Vẫn hiểu. Người ta tưởng nó hư bộ nhớ. À hư bộ. Hư bộ nhớ hả? Xin lỗi. Tại vì giúp đẻ thôi. Không có đâu. Em sorry. Em sorry. Em sorry. Bộ nhớ không bao giờ hư. Memory. Where are you from? Where are you from? Okay, I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Okay. Hungry. My name? Chok. Mang từ đầu nhiều ạ. Đạt Chokri cũng là Kim. Nhật thần có. Có đồng hồ ôm gà luôn xin đó. Đồng hồ ôm gà luôn xin. Dạ. What's your name? Sean Carey. Sean Carey. I am Sean Carey. My name is Sean Carey. My name is Sean Carey. À, Kim Trung Dông. Kim Trung Dông hả? Ha. Chơi sông Dông. Kim Trung Y. Chơi sông Dông. Kim Trung Dông. Anh mai tập anh nữa. Gọi là chơi sông Dông. Vãi tập anh đi. Tập cái gì á? Trung Quốc đấy. Mình nói nha. Nói tiếng Anh á. I love you. I love you, ok. Sự kiểu là một. I keep you. Thank you. Thank you. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều, thank you. Không nói nữa. No switch. Mới năm mấy tuổi mà nhìn cái vẻ lớn tuổi, nhìn cái vẻ cứng quá ha. Thì chú học tiếng Anh ở đâu, ai dạy cho chú vậy? Mẹ chú dạy hả? Chú Giê-xu. Chú Giê-xu hả? Chú Giê-xu dạy tiếng Anh cho chú hả? Chú Giê-xu kia. Mà thấy chú ra chú đùa mấy đứa nhỏ đấy là bạn học chú à? Hỏi anh Phơ. Anh Phơ là nhà chú ở chỗ nào? Mẹ à. Dẫn con về nhà được không? Được thôi. Về thăm nhà được không? Nhà tôi ở quân khu Trình. Ở đâu? Bộ đội quân khu Trình. Ở bộ đội quân khu hả? Bộ đội Trình Bắn á. Là tới cổng nhà tôi. Tới cổng đấy nằm á hả? Nằm mở ngang luôn. Nằm ngủ ở đó luôn, tối có về nhà không? Mình về phải niệm Phật. Về nhà niệm Phật hả? Vâng. Là chú sống với ai? Nam mô A Di Đà Phật. Chú sống với ai? Sống mình ở đó. Sống mình nhìn hả? Sao không lấy vợ đi? Bỏ mình nhà thờ. Lúc trước có vợ không? Vẫn hiểu. Lúc trước có vợ không? Có vợ. Có vợ bao đâu rồi? Ở Rạch Giá. Ở Rạch Giá hả? Rạch Giá. Rồi có con không? Michel. Có con không? Cũng cháu, chùa Lăng Cát. Biết Michel không? Sì bò rét ngàn không? Sì bò rét ngàn hả? Vẫn hiểu. Vẫn hiểu.
Mà nghe nói là ngày nào ông lại đây ông cũng chiêu mấy mấy bé học sinh à? Không phải, con học ngu cũng biết Bác Hồ. Ừ, chú có dạy học cho nó không? Trời ơi, con nít. Chú dạy cho nó cái gì? Nó con đường tháp 10. Tháp 10 đẹp nhất con sen. Bảo Việt Nam 10, đẹp nhất có tên Bác Hồ. Ừ. Rồi chú đọc cho tặng cho con bài thơ này. Anh nào ạ? Thơ. Có nhớ thuộc bài thơ nào không? Nhớ. Bài gì? Bài quên hả? Bài quên đâu. Bài chú đọc cho con bài thơ ấy. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Chị tại buồn bến tre, bến tre hả? Bến tre bây giờ đi ra Trà Vinh. Ở Trà Vinh. Ra Trà Vinh. Sao hát tặng cho con bài này? Không ai múa đây, cái này thấy điệu múa không hay đó. Quá thật hay luôn. Múa nhảy quá hay luôn. Nhà bé, nhà tôi á. Nhà tôi à, cuối trên đồi á. Có quản thêm đi, có người tôi yêu. Có người tôi yêu. Dặn thì như thế. Cái này ông nhảy mấy bé, ông nhà nhảy sao? Ông nhảy cho mấy bé xem, ông nhảy sao? Sao có hát tặng ngon bài không có đi này? Người đảng phụ huynh anh kéo nhà được pháo nhà tôi.